Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã luôn chú trọng tập hợp, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu. Đến nay trên địa bàn Thanh Hóa có trên 71% thôn bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa, 436 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy, duy trì gần 6.000 tổ hòa giải ở cơ sở, 4.400 khu dân cư đăng ký đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những kết quả này có đóng góp quan trọng của những người có uy tín trong cộng đồng. Để cho nó có kinh nghiệm và để nó sát với thực tế thì là luôn luôn là không ngừng học tập và hơn nữa tức là luôn luôn là tiếp cận với tất cả các luồng thông tin chính thống để từ đó để tuyên truyền bà con nhân dân. Mỗi khi có cái chương trình dự án hoặc là xây dựng các cái công trình ở thôn thì đối với người uy tín thì luôn luôn là tiếp cận để phân tích để từ đó người dân có thể là hiến cây, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi cho thôn bản. Được ví như cánh tay nối dài giúp cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền và động nhân dân, những người có uy tín đã thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Qua đó còn là chỗ dựa quan trọng giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận xây dựng củng cố hệ thống chính trị, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, tối ngày 8 tháng 11 năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận 218 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, cách ly tập trung tại khách sạn Vinburn Thanh Hóa. Tại đây, các quy định cách ly được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 11, bên trong các cơ sở cách ly khách sạn Vin Thanh Hóa, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, người được cách ly thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Tất cả những người không có phận sự đều không được phép vào trong khu vực cách ly. Còn phía bên ngoài khu vực cách ly, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Theo cơ quan chuyên môn, cơ chế vận hành khu cách ly tập trung được áp dụng nghiêm ngặt đúng quy trình đảm bảo an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thanh Hóa đã trưng dụng toàn bộ khách sạn Vinpearl phục vụ cho việc cách ly cái số công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về. để thực hiện nhiệm vụ này thì chúng tôi đã điều động nhân lực y tế, công an để thực hiện nghiêm ngặt các cái quy trình phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly đảm bảo tuyệt đối không lây nhiễm chéo và không lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Thông tin nhanh từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 218 công dân đang được cách ly này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và có kết quả âm tính. Các công dân sẽ tiếp tục được cách ly đến đủ 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh có rối loạn đông máu rất nặng bằng kỹ thuật nút mạch cầm máu. Sản phụ 37 tuổi ở thị xã Nghi Sơn, sinh con lần thứ tư, bị băng huyết sau sinh đã được phẫu thuật cắt tử cung, thắt động mạch tử cung tại bệnh viện tuyến dưới nhưng vẫn chảy máu. Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sốc mất máu, chảy máu âm đạo, rối loạn đông máu nặng rất nguy kịch. Sau 30 phút can thiệp, các bác sĩ đã phát hiện và nút tắc hoàn toàn vị trí chảy máu của động mạch chậu trong bên trái cứu sống sản phụ. Băng huyết sau sinh thì là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở sản phụ. À, trên thế giới thì cứ mỗi 4 phút thì lại có một phụ nữ tử vong do băng huyết sau sinh. À, bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng rất nặng sau can thiệp thì bệnh nhân được truyền bù các chế phẩm máu theo cái xét nghiệm rotem sau 5 ngày điều trị thì bệnh nhân ổn định có thể xuất viện được. Nút mạch cầm máu là phương pháp điều trị an toàn với thời gian thực hiện thủ thuật nhanh, xâm lấn tối thiểu, tỷ lệ thành công cao, giảm lượng máu phải truyền. Sau gần một năm triển khai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thủ thuật cho gần 100 bệnh nhân, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng bị vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận, vỡ xương chậu chảy máu ruột non, chảy máu hàm mặt, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày. Lĩnh vực dệt may hiện chiếm tỷ trọng gần 1 phần 3 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa. Trong giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án dệt may để tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Công ty trách nhiệm hạn May Tùng Phương hiện có 5 nhà máy may đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm cho trên 500 lao động địa phương. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Thanh Hóa thuận lợi về nguồn lao động để phát triển ngành dệt may. Đặc biệt chính quyền các địa phương rất quan tâm tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án dệt may. Do đó, đơn vị đang xúc tiến hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng đầu tư thêm các dự án dệt may trên địa bàn tỉnh. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã đầu tư nhà máy may đầu tiên tại khu vực Tây Bắc Gà, tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm tạo điều kiện cho nhà máy phát triển. Đặc biệt vừa qua xảy ra dịch bệnh, nhưng Việt Nam kiểm soát rất tốt. Vì vậy, chúng tôi quyết định hợp tác triển khai dự án may ở Thường Xuân với công ty Tùng Phương. Tới đây, chúng tôi cũng sẽ đầu tư thêm 2 đến 3 dự án nữa tại Thanh Hóa. Theo số liệu của Sở Công Thương Thanh Hóa, bình quân mỗi năm, Ngành dệt may đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào giá trị xuất khẩu của Thanh Hóa, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Thanh Hóa xác định quy hoạch phát triển ngành dệt may theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa nâng cao năng lực của các nhà máy, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp dệt may của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng may mặc đạt khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ. Bản tin 18 giờ 30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước và được chúng tôi cập nhật. Liên quan đến các nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, lực lượng cứu hộ vừa phát hiện vị trí bên bờ sông Leng có nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi giạt. Đây cũng là nơi nghi ngờ khả năng có người bị mất tích. Do địa hình phức tạp, không có đường bộ, nên lực lượng cứu hộ đã bắt dòng dọc để di chuyển người và phương tiện cứu hộ qua sông Leng, tiếp cận hiện trường và dùng mọi biện pháp tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Cùng với chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn, quân khu 5 đã tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân bị lũ quét vừa qua tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khu tái định cư dự kiến sẽ xây dựng tại xã Trà Dơn với diện tích khoảng 3 hectare. Đồng thời, quân khu 5 đã huy động lực lượng xây dựng nhà tạm giúp bà con khắc phục khó khăn trước mắt, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong những ngày qua, các lực lượng đã tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trang Ba để tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trang Ba. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến ngày 16 tháng 11, thời tiết diễn biến rất xấu, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trang Ba. Do đó, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu sau bão số 13, các đơn vị chức năng sẽ triển khai nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chiều dài phạm vi tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông khoảng hơn 300 mét. Tối qua, một vụ cháy xảy ra tại chợ đầu mối ở phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã xuất một xe chỉ huy, bốn xe chữa cháy cùng 32 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Vụ án xảy ra tại cái ốt bán hải sản và được khống chế kịp thời nên không lan sang các cái ốt khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy. Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC. Theo cáo trạng, trong tháng 2 năm 2020, CDC Hà Nội được cấp hơn 31 tỷ đồng kinh phí bổ sung nhằm mua thiết bị phòng chống dịch COVID-19, trong đó đơn vị sẽ mua các thiết bị của gói thầu số 15 gồm hệ thống real-time PCR tự động, máy tách chiết DNA, RNA, một tủ lạnh và một tủ mát. Kết quả, gói thầu này được định giá hơn 9,5 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, Hội đồng định giá tố tụng trung ương xác định các tài sản trong gói thầu số 15 có giá thị trường là hơn 4,1 tỷ đồng. Như vậy, hành vi của 10 bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng. Ngoài gói thầu số 15, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu 16 gói mua thiết bị vật tư khác trị giá hơn 81 tỷ đồng và đã thanh toán hơn 69 tỷ đồng. Có hai gói thầu thiết kế in ấn và phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 với giá trị hơn 1,9 tỷ đồng cũng được CDC thực hiện và đã thanh toán hơn 1,3 tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình hóa vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.